Có biết măng măng không em? Măng này xào được biết cũng bao rồi. Luộc lên đã. Chào mọi người nhá. Bây giờ anh em mình chuẩn bị đồ ăn sáng. Qua cái ốc anh em hôm qua bắt được ở sông nhá, anh em mình luộc bây giờ cho ra ngoài cái lá mùng này nhá, để tí nữa ăn với cơm. Này thì cơm anh em mình có cái lồi kia nấu một bát gạo kia rồi. Anh em luộc măng nhá. Luộc măng xào. Tía xào măng. Luộc măng. Dạ thôi thôi nhẹ. Sao lại bẻ đi thế? Mày cho đi vào nồi á. Mày bẻ mày vứt đi cái đoạn ấy non vậy, sao bẻ vứt đi làm chi? Xào ăn tốn lắm á. Già quá, tháng này lấy già quá. Tôm tí nữa luộc mang xong rồi cho lấu xong rồi rang xong. Qua được một hơn chục con tôm. Tối qua xoay đèn anh em mình vồ được ít tôm. Đá này trơn trượt quá nên là tối qua mình xoay pin không có quay cái cảnh anh em mình đi bắt tôm. Qua trời mưa rồi hết mưa nha.